Thế giới đã bước sang năm 2023, bối cảnh kinh tế thế giới mang nhiều gam màu xám. Chiến tranh, lạm phát, suy thoái kinh tế, dịch bệnh, ô nhiễm môi trường. Kinh tế Việt Nam sẽ chịu tác động như thế nào? Doanh nghiệp Việt Nam sẽ có những khó khăn gì? Doanh nghiệp trẻ cần làm gì để đương đầu với thách thức, đứng vững trên thị trường, đồng thời nắm bắt thời cơ để phát triển bền vững? Trong năm 2023, tình hình kinh tế và chính trị trên thế giới được dự báo có nhiều biến động. Chiến tranh Nga và Ukraine được dự đoán sẽ còn tiếp tục kéo dài và diễn biến phức tạp, cuộc chiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế thế giới. Tại Diễn đàn Kinh tế Thế giới Davos vừa qua, Quỹ tiền tệ thế giới IMF dự báo mức tăng trưởng kinh tế thế giới sẽ đạt 2,7% vào năm 2023. Đây là mức thấp nhất trong một thập kỷ qua. Năm 2023 cũng được dự đoán là năm mà mức tăng trưởng của nhiều nền kinh tế ở gần bờ vực suy thoái. Nguyên nhân là do chịu ảnh hưởng của tình trạng tăng lãi suất, giải pháp mà nhiều nước thực hiện để kiềm chế lạm phát do xung đột tại Ukraine tiếp diễn, cùng với việc các nền kinh tế lớn của thế giới gặp nhiều khó khăn. Là nền kinh tế có độ mở lớn với 15 hiệp định FTA ở cả cấp độ song phương và nhiều bên, qua đó thiết lập được quan hệ thương mại tự do với nhiều nước đối tác thương mại hàng đầu trên thế giới, nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ phải chịu tác động lớn và đang xem nhiều mặt rất rõ nét khi kinh tế thế giới có nhiều biến động trong năm 2023. Theo tôi thì năm 2023 phải nói là rất khó khăn đối với các doanh nghiệp, bởi vì cái thứ nhất là cái nhu cầu tiêu dùng trên Việt lãnh thổ Việt Nam cũng như trên toàn thế giới đã bị giảm, suy giảm bởi do ảnh hưởng đại dịch rồi những cái chiến tranh rồi những cái khó khăn trong năm vừa qua. Cái điểm thứ hai nữa là các doanh nghiệp thì cái vốn là một cái vấn đề, tức là vốn thì cái điều kiện mà vốn giá rẻ không còn nữa. Trên ba kênh huy động vốn của Việt Nam như là trái phiếu, chứng khoán rồi tín dụng thì lãi suất đều cao và rất khó khăn trong cái tiếp cận vốn. Cái điểm thứ ba nữa bây giờ đó là cái chuyển dịch về chuyển đổi số nó quá nhanh, thế giới phát triển nó thay đổi rất là kinh khủng bằng ứng dụng công nghệ, ứng dụng AI rồi mọi cái, nên là những doanh nghiệp không theo kịp thì là không thể cạnh tranh nổi. Những khó khăn thách thức chính được kể đến như môi trường quốc tế đang kém thuận lợi, một số khu vực quốc gia, đặc biệt là các đối tác kinh tế lớn của Việt Nam có thể rơi vào suy thoái nhẹ, làm giảm lực cầu xuất khẩu, đầu tư, tiêu dùng và du lịch quốc tế. Bên cạnh đó, giải ngân đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình phục hồi 2022-2023 vẫn còn chậm. Áp lực lạm phát, tỷ giá, lãi suất còn tăng và vẫn là thách thức lớn trong năm 2023. Nợ xấu tiềm ẩn có thể gia tăng trong thời gian tới và rủi ro thị trường chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, bất động sản và thanh khoản hệ thống ngân hàng chưa giảm rõ rệt, thị trường lao động xuất hiện dấu hiệu đáng lo ngại. Về tình hình kinh tế vĩ mô thì chúng tôi thấy rằng có một số cái mà chúng ta cần phải để ý như sau. Thứ nhất là chúng ta sẽ có tình trạng lạm phát thừa, tức là sẽ có nhiều nguồn cung hàng hóa trên thị trường. Vì vậy cũng sẽ ảnh hưởng đến rất nhiều cho việc sản xuất trong nước. Cái thứ hai đó là cái chính sách về lãi suất. Thì hiện tại thì ngân hàng nhà nước cũng đã có một số điều chỉnh về lãi suất. Nhưng tuy nhiên đến thời điểm này thì việc điều chỉnh đấy cũng chỉ mang trên giấy tờ, cũng như là nó chưa đi sâu vào từng doanh nghiệp, hoặc là có thể vay được những lãi suất hỗ trợ nhưng mà các cái hàng rào về kỹ thuật thì vô cùng khó khăn. Mới đầu năm thôi nhưng mà các đơn hàng của chúng tôi đã sụt giảm khoảng 20% so với cùng kỳ năm ngoái. Và đây cũng là một cái việc mà các cái hệ thống bán lẻ hiện tại thì đang cái sức mua khá là chững, dẫn đến các đơn vị sản xuất không có, tức là hệ thống sản xuất cung ứng thì đủ nhưng mà hiện tại thì chưa có thể cung cấp ra thị trường. Báo cáo Kinh tế Việt Nam năm 2022, triển vọng năm 2023 của Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương công bố mới đây đã đưa ra hai kịch bản tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2023. Kịch bản thứ nhất dự kiến mức tăng trưởng GDP đạt 6,47%, lạm phát bình quân 4,08%, tăng trưởng xuất khẩu 7,21% và cán cân thương mại là 5,64 tỷ đô la Mỹ. Kịch bản thứ hai tích cực hơn khi tăng trưởng GDP tăng 6,83%, lạm phát 3,69%, tăng trưởng xuất khẩu 8,43% và cán cân thương mại là 8,15 tỷ đô la Mỹ. Các mức tăng trưởng này khá cao so với mức dự báo tăng trưởng bình quân của thế giới là 2,2% mà báo cáo đưa ra.
Thực tế đặt ra nhiều thách thức cần đối mặt cho các doanh nhân Việt Nam, đặc biệt là các doanh nhân trẻ trên thị trường. Vậy họ đang có suy nghĩ như thế nào trong bối cảnh hiện nay? Bên cạnh nền kinh tế Việt Nam có những cái gam tối như vậy thì có những cái điểm sáng nhất định. Đó là nền kinh tế Việt Nam thì cũng đã được đón nhận được những cái sự mở cửa của nền kinh tế Trung Quốc sau khi mà dịch bệnh, thì những cái doanh nghiệp về mặt xuất khẩu cũng như là về mặt du lịch dịch vụ thì đã được mở cửa một cái thị trường gần 1,5 tỷ dân. Trong nguy có cơ, đó là nhận định của những doanh nhân trẻ. Nhận định này đúng hay sai? Nhiều doanh nhân đã chuẩn bị những giải pháp để đối phó với những diễn biến kinh tế thế giới và Việt Nam trong thời gian tới. Sự chuẩn bị này liệu có đang đi đúng hướng? Trong cái bối cảnh thị trường vẫn có những cơ hội như thế thì mình vẫn phải đặt mục tiêu tăng trưởng. Nhưng mà các kế hoạch tăng trưởng nó rất là thận trọng. Dựa trên việc là tăng trưởng về chiều sâu, tăng trưởng về hiệu suất, tăng trưởng về tỷ lệ gia hạn khách hàng, tăng trưởng về hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhiều hơn là phần tăng trưởng do cái sự tăng lên về quy mô nhân viên hay là các vấn đề về mặt chiều rộng. Là một doanh đơn vị sản xuất thì bên mình đã tập trung hơn vào chất lượng sản phẩm và thắt chặt các cái thị trường, các cái lĩnh vực kinh doanh nhỏ lẻ để tập trung chuyên sâu hơn vào cái sản phẩm chủ đạo của công ty, và việc áp dụng khoa học công nghệ vào quá trình sản xuất để tạo ra cái sản phẩm chất lượng hơn và cắt giảm các cái phần lao động không cần thiết. Cơ hội nào cho các doanh nhân Việt Nam trong năm 2023? Cần hành động thế nào để đối mặt với thách thức, chớp lấy thời cơ, đứng vững tại thị trường trong nước và vươn ra biển lớn? Ngay sau đây, những câu hỏi này sẽ được trả lời và bàn thảo trong tọa đàm Kinh tế 2023, nhận diện và hành động của doanh nhân trẻ.